vứt con này đi lấy tiền roll cờ, lấy Fanny về. Ui Fanny đây, ăn đủ. Thằng Alucard lúc nào chả nhảy lên. Ui là xin lỗi kìa. Ui 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 như vị thần đấy kìa. Ui 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 quan 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 xuống này. Ui Ron này. Ui đây rồi, đây rồi, đây rồi anh em ơi. Đây rồi, Fendi 3 với cả Lancelot 3. Cho Fendi vào trong lãnh địa luôn anh em ạ. Xem đánh như nào nha. Chém này. Ui Fendi kìa. Ui 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 đu này. Ui dồi ôi, 3-4 đường cơ bản. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Chắc là thời gian gần đây anh em có thể thấy được rằng là cái mật độ cái con chỉ huy thác xuất hiện rất là nhiều đúng không anh em? Mỡ đã tư vấn cho anh em khá là nhiều bộ cờ để mà có thể counter đi được cái con thác này rồi. Đó chính là bộ bất tử Alut hoặc là Wan Wan với con chỉ huy Yuki. Ngoài ra thì trong cái quá trình mà chơi chat Mỡ tìm hiểu ý, thì anh em đều biết rằng là cái con thác ý, thì như anh em có thể nhìn thấy ở trong trận đấu này, trong trận đấu này có 2-3 con này. Thì những cái người chơi thát ý, thật ra là về late game người ta sẽ chỉ giữ lại bộ cờ của người ta khoảng tầm chừng đâu đó 3-4 con là thôi. Đấy, vì thế cho nên là chúng ta hiểu được cái bộ cờ của cái con thát cần rất ít cờ. Vì thế cho nên là anh em hoàn toàn có thể gọi là sử dụng một cái con cờ của cái con Link skill 2 với cái điểm tài năng tạo ra một cái lãnh địa. Đấy, thì đây sẽ là một cái điểm tài năng rất là thú vị để mà anh em counter đi được cái bộ của thát. Anh em tưởng tượng là về late game cái bọn thát ý là nó chỉ còn có khoảng đâu đấy nó rơi vào tầm 3-4 con cờ trên bàn cờ của nó thôi. Cứ cho là 3 con đi đúng không? Và nếu như mà anh em có thể dùng cái con Link này này mà đưa một con vào trong cái lãnh địa ấy, thì cái bộ cờ của team bạn nó chỉ còn khoảng 2 con. Và nếu như may mắn anh em có thể đưa được cái con God, thường là cái bộ thát đấy nó sẽ đi tìm con God 3. Nếu anh em đưa được cái con God 3 vào trong cái lãnh địa là thôi coi như cái bộ đấy nát. Đấy, vì thế cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cái skill 2 của con Link này. Và Mỡ nhận thấy rằng là với skill 2 của con Link thì có một cái bộ rất là hợp. Đấy chính là bộ Lancelot hoặc là Fanny. Tức là cái bộ kiếm khách chiêm tinh. Hoặc anh em có thể build được kiếm khách bất tử, tùy vào cái tinh khí mà anh em có thể lấy được. Thì ở trong trận đấu này là Mỡ sẽ đi lấy con Lancelot đầu tiên và đưa con Lancelot vào lâu đài tình ái. Và Mỡ nghĩ là sẽ kích cho cái con Lancelot này kiếm khách và chiêm tinh. Cộng hưởng kiếm khách chiêm tinh là một cái cộng hưởng rất là cơ bản ở trong cái tựa game Mobile Legends này. Tuy nhiên là ở trong cái bản cập nhật lần này là nó đang hơi có khác biệt một chút xíu. Kiếm khách thì về cơ bản là vẫn nòng cốt là Lancelot với cả Fanny. Đấy, nhưng mà kiếm khách bây giờ nó không còn Link nữa rồi, mà thay vào Link là chúng ta có con Aemon. Đấy, thì cái con Aemon này thì nó có kích quân trưởng. Mà cái bộ chiêm tinh với cả bộ kiếm khách ở giai đoạn đầu game là cái khả năng chống chịu của nó gần như là không có. Vì thế cho nên anh em có thể lấy thêm con Lolita vào để anh em có thể kích được cho mình, đó là cái quân trưởng cho đồ với cả có thêm khả năng chống chịu. Đó, anh em có thể thấy đúng không ạ? Đấy, đưa một đứa vào xong rồi tấn công. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đúng không? Đó, thì ở bản cập nhật lần này thì cái con Lancelot cũng đã trở thành một cái con cờ khá là khỏe. Khi mà cái tầm tam liên trảm của con Lancelot rất là rộng như anh em có thể nhìn thấy. Rồi, thì giai đoạn đầu game có vẻ như là cái bộ này của Mỡ nó đang hơi yếu. Nó đang hơi đuối một chút xíu. Bởi vì là chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta toàn đụng độ với những cái bộ kiểu như là bộ xạ xiết các thứ các kiểu. Mà con Lancelot nó dùng cái kiếm trận hồng của nó không được đẹp ý, thì chúng ta cũng đi trên lãnh toát. Rồi, ui một đống cái pha lê mà mình cần, như kiểu pha lê kiếm khách, pha lê chiêm tinh, pha lê bất tử không ra anh em ạ. Lại ra quả pha lê giác đấu tinh linh với cả đông vũ này thì thôi, thật ra lấy pha lê nào cũng được anh em ạ, bởi vì là gần như là không có cái bộ nào mà chúng ta chơi kiếm khách với cả chiêm tinh cần đến ba cái pha lê này cả. Thôi chắc là chúng ta có thể đi tìm lấy pha lê nào giờ ta? Pha lê tinh linh à? Để kích với cả roi cho thêm cứng. Về late game chúng ta đổi, chúng ta có thể đổi con Lancelot này thành con Fanny cũng được.
để đấy tính sau anh em nhé, từ từ để nghiên cứu xem lấy cái pha lê nào trong cái bối cảnh này là phù hợp. Thông thường ý, thì ở trong những cái trận đấu rank cao, nếu như mà mỡ không làm video clip cho anh em xem ý, thì mỡ sẽ đi lấy những ví dụ nhá. Ở đây là có Tinh Linh giắc đầu với cả Đông Vũ đúng không, thì mỡ sẽ có thể lấy Đông Vũ rồi mỡ đổi sang Đông Vũ mỡ chơi thì nó sẽ là hợp lý hơn. Anh em lấy Tinh Linh đổi sang Tinh Linh chơi, hoặc anh em lấy giắc đầu đổi sang giắc đầu chơi, thì đấy là cái xoay cờ mà anh em cần phải có được để mà có thể chơi được những cái trận đấu của Magic Chess. Còn với cái thằng tốt mỡ thì nó cố đấm ăn xôi để mà nó làm video clip cho anh em xem, thì tầm này tinh khí nào cũng được anh em nhá. Được cái ở meta hiện tại của cờ thì nó không quá là yêu cầu cái bộ của anh em lên đủ 6 cộng hưởng. Anh em chỉ cần ví dụ như là 3 cộng hưởng chiêm thôi, đúng không? 4 cộng hưởng kiếm khách thôi. Mà anh em có con Lancelot 3 thì cái bộ cờ đấy của anh em cũng đã rất là mạnh rồi. Rồi, mỡ sẽ lấy cái tăng tốc độ đánh anh em nhá. Thật ra là lấy cái giảm sao cũng ok, nhưng mà thôi lấy tăng tốc độ tấn công để con Lancelot này nó có thể đánh nhanh hơn. Lấy bừa một cái pha lê nhỉ, nhưng mà tôi vẫn chưa biết là lấy bừa tôi sẽ lấy cái gì. Quái oăm vãi cả trường. Tầm này vẫn nên tiết kiệm vàng anh em nhé. Tơn này thua cũng được, nếu như thua tơn này chúng ta bán con Irithel đi, chúng ta giữ 20 vàng, giữ lợi tức 20 vàng để mà tơn sau chúng ta sẽ tiến hành up slot. Chắc là mỡ sẽ lấy Tinh Linh đi, lấy đại một cái đi anh em ạ. Ok. Đây là gì đây? Đây là tháp này anh em này. Đấy anh em thấy không? Thì cái bộ cờ của team bạn con Selena là con mạnh nhất, nhưng mà đã bị đưa vào lâu đài tình ái rồi. Thì kết liễu đi được Selena là team bạn gần như không có đam, và chúng ta có thể thắng được ở trong cái round đấu này. Như anh em có thể nhìn thấy, ui, Gatot, ui. À, nó lấy con Gatot ở trong cái hộp vận mệnh. Nhưng mà Gatot này không có đam. Thật ra trong số những cái tướng 5 vàng, nếu như mà anh em muốn có ý định chơi thát ý, thì mỡ khuyên anh em nên tìm con gót ý. Còn những cái con như kiểu con ga tốt hay là con khỉ khủng các thứ các kiểu thì cái meta này nó không được mạnh cho lắm anh em ạ. Mà có lẽ là với những cái con tướng có mức phẩm chất cam, tức là 5 vàng, thì con gót nó đang là cái con mạnh nhất rồi. Rồi tơn sau chúng ta sẽ up slot anh em nhá. Đép nốt cái tơn này thôi để mà tơn sau chúng ta up slot. Chơi những cái bộ cờ cần đến những cái con cờ nhiều sao như là Lancelot hay là cần những cái con cờ nhiều vàng như là Lancelot hay là Fanny, thì anh em cố gắng up lên cấp 7 và lý tưởng là cấp 8 để chúng ta đi roll cờ anh em nhá. Lên cấp 8 thì cái tỷ lệ mà chúng ta roll ra được Lancelot nó sẽ rơi vào khoảng 35%, và ra những cái con như kiểu Fanny 4 vàng nó sẽ rơi vào khoảng 25-30%. Đấy, vì thế cho nên là đó là cái tỷ lệ rất là phù hợp để mà anh em đi roll cờ. Còn ở giai đoạn đầu game anh em mà roll ra được những cái con như là Lance hay là những cái con Fanny, tôi nói thật với anh em là hôm đấy anh em cũng đừng nên làm gì cả, anh em nên ở trong nhà thôi chứ anh em đừng nên ra ngoài đường. Bởi vì bao nhiêu may mắn thì anh em dồn hết cho cái trận cờ đấy đâu. Ui, thanh niên này có con lấy được bí thuật này. Up được con Kaza lên 2. Trạng thái bão tố, cái trạng thái bão tố này ngon này. Nhưng mà roll mấy cái cổ tự bên trên trước anh em nhá. Ma ảnh phân thân không cần lắm. Chiêm tinh tỏa sáng, tầng sợ pha lễ nhận được hiệu ứng chiêm tinh không cần lắm. Cô độc. Thế thì tôi sẽ lấy luôn cái trạng thái bão tố này anh em nhá. Tăng 3.5% tốc đánh sau mỗi 1 giây, đánh nhanh hơn. Lý tưởng của con Lancelot ở trong cái trận đấu này là lấy được cái tăng tốc đánh với cả miễn khống chế anh em ạ. Hoặc nếu như mà không có miễn khống chế thì anh em lấy cái hồi 10 mana mỗi đòn đánh ý, thì nó sẽ phù hợp hơn với cả cái con Lancelot này. Bởi vì chúng ta không có thanh tẩy, chúng ta đã cầm phần chấn cả đối tăng tốc đánh. Móng vuốt há chiến sĩ Berserker, cầm móng vuốt, đưa móng vuốt cho Lancelot luôn. Rồi. Ok. Có khi tơn sau up lên 7 luôn anh em ạ. Tơn sau chúng ta up lên 7 luôn nhá. Up lên 7. Ui, có thằng giành Lancelot kìa anh em kìa. Thằng Ski 20 à. Đang giành Lancelot. Ui, nó có Lancelot 2 rồi. Ui, thằng khô lẹt của Lancelot có con VO3. Cái lũ vé gì vậy ông? Vãi cả đạn thật. Game này bị tranh cờ rồi. Cố gắng up lên cấp 7, cấp 8 hãng đi roll anh em nhá. Tôi nghĩ là cần phải up lên cấp 8 mới đi roll anh em ạ. Nếu như mà chúng ta bị giành Lancelot nhiều quá ở bộ này thì anh em có thể đổi sang con Hayabusa cũng được. Thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải xoay tua cờ, cố gắng lấy được 3 bí thuật để lấy được Hayaba. Đấy, có Lancelot 1 nhưng mà nó ở trong cái lãnh địa nó được búp đam cho nên là nó ăn được cả con VU3 luôn anh em ạ. Nói chung là cái con Linh ở meta hiện tại anh em dùng skill 2 khá ổn. Bởi vì thường ý,
là bây giờ cái meta này không còn con Franco nữa. Vì thế cho nên khá nhiều người hay để với cái con kiểu những cái người người ta chơi cờ người ta không để ý, thì người ta hay xếp cái con đam chính, đam chủ lực của người ta vào góc và nó dễ bị đưa vào trong cái lâu đài tình gái. Up slot luôn anh em ạ. Tầm này đừng có roll nó không có gì đâu. Ô Lancelot nữa này. Ngon quá nhỉ. Từ từ anh em nha. Có khi tân sau mợ mới ấy nhá. Tân sau bắt đầu mợ mới lấy con Lancelot này. Bây giờ lấy về. Ui. Điều gì thằng boy xin sâu ra lại lấy Lancelot rồi. Như thế là có 6 con Lancelot được lấy rồi. Đủ mé. Mỡ chưa mua hội viên cờ cho nên là mỡ không xem được có tổng cộng bao nhiêu con Lancelot được lấy, nhưng mà có 6 con được lấy rồi, thêm mỡ 7. Ở đây là trong shop này là 8 con Lancelot được lấy rồi. Tầm này không lên được Lan 3 đâu anh em ạ. Tầm này phải chờ cho mấy cái thanh niên kia đi bụi thì chúng ta bắt đầu mới lên được cái con Lan 3. Chờ nha. Bộ này bộ gì đây? Bộ này là bộ đấu sĩ Đông Vũ Tinh Linh à? Chắc tầm này mỡ thua nhưng mà mỡ vẫn sẽ... Ôi! Không thua đâu anh em ạ. Ui, con Lancelot nó kiếm trợ đồ ông phát ngỏm luôn con Ruby kìa. Anh em có thể thấy được là... Ui đồ, win đồ. Tôi cứ nghĩ tầm này tôi thuộc con Lancelot nó khỏe quá anh em ạ. Lancelot 1 nhưng mà nó được búp đến từ cái lãnh địa của cái con Linh này. Thật ra là cái lãnh địa của con Linh này về cơ bản là nó không yếu hơn cái ấy là bao đâu anh em ạ. Tồn quên chưa đưa cái tinh khí với cả cái cổ tự. Cái tinh khí con Linh này nó không quá là yếu đâu anh em ạ. Ui Hayabusa này, ngon này. Cho vào đây kích 4 kiếm nhá, 4 kiếm 3 chiến tinh, tầm này khỏe rồi. Tôi sẽ để vàng tôi up lên cấp 8 luôn anh em ạ. Tầm này đang bị giành Lancelot rồi cho nên là không có roll tầm cấp 7 nhiều làm gì cả. Lancelot nó ra thì nó ra thôi. Bây giờ nếu như mà Lancelot 2 mà mượn có Lancelot 2 thì gần như là chắc chắn sẽ 80% là win. Nhưng mà Lancelot 1 thôi cũng được anh em ạ. Nó cũng có đủ đồ tốc đánh với cả đủ đồ hút máu thôi. Đứng trong cái lãnh địa tầm này Lancelot nó vô đối rồi. Thằng này thằng gì? Ấy thằng này có Lan. Ơ đó. Ơ sao lúc nãy tôi thấy thằng Scare này có Lancelot 2 nhỉ? Hay nó bán đi rồi? Hay tôi nhìn nhầm? Á đủ. Nếu thế thì win rồi anh em. Con Lan của nó yếu lắm. Làm sao bằng Lan tôi được? Ui tốc đánh kìa anh em kìa. Ui giời. Con Lan này anh em có thể nhìn thấy là cái kiếm trận hoa hồng, tức là cái skill của nó được dùng trong chat ý. Cái tầm thi triển của nó to hơn rất nhiều so với cái con Lancelot ở mùa Magic Chess thứ 3. Vì thế cho nên là anh em hoàn toàn có thể gọi là uy tín, an tâm chơi cái bộ kiếm khách này với con Lancelot nó rất là ok luôn. Lấy gì đây? Nếu như mà không lấy được gì tôi sẽ lấy cái dáng tinh đao anh em nhé. Bởi vì con Lancelot ở trong cái lãnh địa nó giảm sao thì nó sẽ giúp cho cái con Lancelot này nó hạ gục kẻ địch ở trong lãnh địa nhanh hơn. Nếu như mà mấy cái con ở trong cái lãnh địa là mấy cái con 3 sao hoặc 2 sao. Bởi vì anh em nên nhớ giảm đi 1 sao của kẻ địch là cái con cờ của nó sẽ mất máu luôn. Mất máu, mất đi cái lượng máu, tức là đang là máu của 2 sao thì nó sẽ chỉ còn máu của 1 sao thôi. Đấy. Cô đệt lấy về này. Tầm này có nên run 1-2 turn không nhỉ? 37, 36 vàng. Turn quái, up lên cấp 8, tỷ lệ ra... À, có một số anh em có chia sẻ với mỡ ấy. Thật ra nếu như mà anh em up lên cấp 7 để mà anh em đi roll những cái con 3 vàng ấy thì nó sẽ không bằng anh em up lên cấp 8 để anh em đi roll những cái con 3 vàng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là mặc dù cấp 7 anh em sẽ có được tỷ lệ lên đến 30 hay là 40%. À 40% tỷ lệ ra con tướng 3 vàng. Nhưng anh em nên nhớ rằng tỷ lệ ra những cái con tướng 1-2 tỷ lệ ra những cái con tướng 1 vàng, 2 vàng nó cũng rất là nhiều. Anh em hiểu không? Vì thế cho nên là nếu như mà anh em up lên cấp 8 ấy thì cái tỷ lệ ra con tướng 3 vàng nó giảm đi 5%, tức là nó chỉ có 35% thôi. Nhưng mà tỷ lệ ra những cái con tướng 1 vàng, 2 vàng nó lại ít đi. Anh em hiểu không? Vì thế cho nên là anh em có tỷ lệ roll ra được những cái con tướng 3 vàng nó nhiều hơn so với việc anh em để ở cấp 7. Vì thế cho nên lời khuyên của mỡ là anh em nếu mà muốn lấy những cái con tướng 3 vàng thì anh em nên up lên cấp 8. Đấy, ví dụ như là cái turn này mỡ có thể up lên luôn được này. Từ từ này, 34 vàng đúng không? 34 vàng up lên 2 vàng cộng với khoảng 13 đến 15 vàng, 14 vàng. Thôi để turn sau đi. Ô trời ơi, Lancelot tự đến luôn. Thôi turn sau up lên anh em nhá. Lancelot tự đến luôn anh em ạ. Ngon rồi. À hình như là thằng khu này đi bụi hay sao ấy anh em ạ. Cho nên là mỡ lấy được con Lan 2. Lấy được Lan 2 là cái tỷ lệ win cao lắm anh em ạ. Hơi tiếc ở trong cái trận đấu này là cái tinh khí mỡ không tận dụng được. Bởi vì nó là cái tinh khí tinh linh, nó không phải là tinh khí kiếm khách hay là tinh khí chiêm tinh hay là tinh khí thật ra game này lấy tinh khí quân trưởng cũng được, tinh khí đấu sĩ cũng được anh em nhá, anh em lưu ý nhá.
là ở meta hiện tại, nếu như mà trong trường hợp mà nó không ra cái tinh khí mà anh em cần ấy, anh em lấy cái pha lê quân trưởng cũng được, hoặc là lấy pha lê đấu sĩ cũng được, bởi vì nó sẽ có hút máu, anh em hiểu không? Bộ này bộ gì đây? Quan quan hai. Ê, khả năng cao tên này mỡ hẹo nhá, bởi vì con quan quan hai nó có mắc tốc đánh, nó bắn khá đau anh em ạ, và nó lại có giảm sao. Ui, gần ăn được quan quan kìa. Không sao, tầm sau chúng ta up slot để mà chúng ta đưa thêm cờ vào. Đưa cờ tầm này của mình vẫn đang yếu. Thằng này lấy được lắm đồ tăng tốc đánh ấy, bệ phóng siêu cấp. Quan quan hai đồ tốc đánh up slot này lên 8 này. Rồi, tinh khí gì đây? Ân sủng chiến binh này, lấy cái này được này. Lấy cái ân sủng chiến binh này được nhá. Lấy luôn, anh em sẽ được khả năng miễn CC, với cả anh em sẽ được cái hồi 15% máu khi mà kết liễu đi được mục tiêu. Có Joy này, cho Joy vào này. Sắp đủ kiếm này, sắp đủ 6 kiếm này, lấy nốt Fanny. Ném con Matit ra là anh em sẽ kích được 6 kiếm. Con Lancelot bây giờ cũng to rồi. Tầm này nếu như mà anh em muốn tối ưu hóa được cái lãnh địa của cái con Linh ý, thì anh em hoàn toàn có thể vứt con Lancelot ra để mà cho một cái con tướng khác vào. Thì cái con Lancelot này nó đã được mắc cái stack cộng dồn đến từ cái lãnh địa rồi. Bây giờ anh em có thể cho cái con khác vào để nó lấy stack thêm cộng dồn để anh em tối ưu hóa. Nhưng tầm này mỡ cứ để con Lancelot ở trong cái lãnh địa cho nó chém nó đau. Tôi sẽ lấy gương hoàng kim này, sau đó tôi sẽ lấy cái lời nguyền của nhau cướp để tăng tốc đánh. Đưa thêm, ui, Haya này, ui có Fanny luôn này. Hợp lý nhờ. Đấy, anh em up lên cấp 8 của bọn kiếm khách thì anh em sẽ có tỷ lệ lấy được cả Fanny với cả tỷ lệ lấy được cả Hayabusa với cả Joy. Bọn kiếm khách là rất nhiều những cái con cờ 4 vàng anh em nhá. Rồi, tầm này khá khỏe rồi. Kiếm khách bây giờ thì nó sẽ búp đam theo phần trăm anh em ạ. Nó sẽ búp đam theo phần trăm. Có quân trưởng thì anh em kiểu, nhưng mà tầm này mỡ hết slot nữa rồi. Đang để chiêm tinh lại để mà kích cho con Lancelot. Bây giờ thì chúng ta có thể, bây giờ ở thời điểm hiện tại thì anh em có thể dừng lại để anh em đi roll nhá, hoặc là anh em áp lên cấp 9. Nhưng mà mỡ nghĩ là ở thời điểm hiện tại mỡ nên dừng lại để đi roll. Đấy, ví dụ như con Odin 3 này, anh em thấy không? Lancelot nó chém phát là Odin mất đi máu, Odin bị hạ nhanh hơn. Đó, anh em thấy không? Đó, thấy chưa? À, thằng này chơi con Asta. Con Asta là cái con lấy cờ bên phía ulti. Ủa, con liều mốt chọc kinh ấy. Đấy, Win rồi. Đó, ổn luôn, ổn nát chưa? Đấy, tầm này con Lancelot của mỡ đang khá khỏe, nó có tốc đánh với cả nó có miễn khống chế. Lát nữa nếu như mà chúng ta up được con Haya lên 3 hoặc là up lên được con Fanny lên 3 thì anh em có thể đổi con Lancelot lấy con Hayabusa cũng ok la luôn. Amon này, tôi sẽ vứt con Zap đi lấy con Lunox về. Có ga tốt nhưng mà thôi anh em ạ, hết slot rồi. Lunox lấy về. Ui Fanny này, trời ơi Fanny 2 anh em ơi, hợp lý luôn. Tầm này có khả năng cân nhắc lên được Fanny 3 với cả Hayabusa 3. Cũng hợp lý. Game này hình như không ai tranh kiếm khách anh em ạ. Có khả năng game này lọt vào top 4. Bán bớt cờ đi mà giữ lại tức 20 vàng anh em nhá. Ok. Rồi, tầm này mỡ nghĩ là mỡ chỉ sợ gặp thằng Iken 24 nó chơi bộ xạ thủ thôi. Hoặc là những cái bộ khác mỡ chơi. Ui, con Selena kìa. Con Selena nó có cái nuốt. Ui, may quá nó không nuốt con Lancelot. Ăn rồi, tôi nghĩ tôi ăn rồi. Con Lancelot này không bị khống chế anh em ạ. Ăn chứ anh em. Ui dồi ôi, Lancelot. Thằng này chơi bộ gì đây? Thằng này chơi thát nhưng mà lại không chơi thát theo kiểu bán hết cờ đi để lấy 3 con 5 vàng à. Mà lại chơi thát theo cái kiểu gọi là vẫn còn nguyên bộ, nhả thát ra. Lunox lấy về này. Fanny nữa này. Đủ. Ok. Để xem nào. Fanny lên 3 thì tôi sẽ đưa Fanny vào trong cái lãnh địa luôn. Top 4 rồi, anh em thấy không? Đấy là cái bộ này của mỡ còn hơi xui nhá. Nếu như mà bộ này anh em lấy được cái pha lê chiêm tinh hay là anh em lấy được cái pha lê kiếm khách thì anh em sẽ có được cho mình một cái khoảng thời gian bổ sung thêm cờ vào. Ví dụ như anh em lấy được cái chiêm tinh thì anh em có thể lấy được thêm đấu sĩ này đúng không? Cái kích đấu sĩ, nếu anh em lấy được kiếm khách thì anh em cũng sẽ có được thêm slot để lấy chiêm tinh, lấy đấu sĩ khá là ngon. Ủa, con Lancelot này khỏe quá anh em ạ. Uy tín nhở. Kiểu nhìn con Lancelot này có khác gì con Yuki đâu anh em. Thề luôn.
Còn Lancelot anh em có được cho mình đó là cái skill của Link chả khác gì con Yuki luôn, thậm chí đâu đó nó còn an toàn hơn. Mỡ nghĩ là như vậy. Ba cháu rồi, giờ chỉ còn hai cháu nữa thôi. Ok. Bây giờ thì cố gắng Ron đi tìm con Lancelot với cả con Fanny Hazabusa thôi anh em. Đây rồi, kích tạm quân trưởng với anh em nhá. Đây, kích tạm quân trưởng vào anh em ạ. Cho con này lên tanh tí. Kích tạm quân trưởng. Lấy cái bảo hộ anh em ạ. Mình không cần thanh tẩy ra suối sinh lực đâu, lấy bảo hộ ấy. Lấy bảo hộ để búp máu cho cái tụi phía bên ngoài Hayabusa với cả Fanny. Bộ gì đây? Bộ này là bộ gì? Bộ xạ à? Bộ xạ. Đúng rồi, con Layla là nó thành xạ rồi. Ui, anh em nhìn con Lancelot kìa. Trời ơi, Lancelot. Trời ơi, uy tín anh em ạ. Ăn được thằng Iken này rồi. Thằng Iken này bây giờ tuổi gì ăn tôi nữa anh em. Lancelot 2, Fanny 2, Haya 2. Toàn những cái con khó kiếm lên 2 hết rồi. Tầm này đi roll thôi anh em nhé, không cần up lên cấp 9 đâu. Ui dồi ôi, Lancelot nữa này. Amon này. Ui dồi ôi, bộ cờ kìa. Bộ cờ trong mơ luôn anh em ạ. Nguyên dàn kiếm khách lên 2 hết. Con nào có đam luôn. Ui dồi ôi, trong khi đấy team bạn thì thật ra cái thằng Iken này cũng đỏ. Lấy được Iriba này với cả lấy được con Mia 3. Nhưng mà hai cái con này gặp thằng Lancelot nó kiếm chậm hơn cái là ngỏ mà. Ui, em 1-1 này thì tấn công toàn lực. Nát rồi anh em ạ. Cờ lấy lít tay anh tệ. À có mất cái cổ tự đấy là cái cổ tự kiểu hên xui lắm luôn anh em ạ. Ui, mẹ Selena 3 ảo thế. Toàn được thằng này không? Mẹ Selena 3 chắc nó đớp tôi cái tôi cút bố rồi. Vãi nồi. Ơ nhưng mà thằng Lancelot nhảy đẹp. Ui xùi ôi, Selena 3 một nhảy cút luôn. Ui dồi ôi, thôi cháu này đợi đến game sau rồi bắt đầu đi nuốt người khác nhá. Cút thôi bạn ơi. Trời ơi, anh em thấy không? Ngon luôn. Bây giờ tôi gặp thằng Bây giờ còn tôi gặp thằng Iken này thôi. Rồi, game này khả năng top 1 anh em nhá. Tại vì cái bọn xạ thủ kia nó đuối á. Ui, Lancelot sắp 3 này. Haya này. Lấy đi anh em ơi. Lancelot sắp 3, Haya có thể lên 3 được, Fanny cũng có thể lên 3 được. Ui, game này mà Lancelot với cả Fanny hoặc là Hayabusa lên 3 được thì tí bạn niệm với con gì nữa anh em. Tí bạn nó niệm ơi. Thanh niên kia bây giờ roll chỉ còn 9 vàng thôi. À cố gắng roll áp lên cấp 9 á. Mỡ nghĩ là tầm này nó cũng không còn nhiều vàng để nó roll được đột phá đâu anh em ạ. Với cả cái con co của nó là cái con quan quan đồ nó không ngon. Cái cổ tự nó không ngon anh em ạ. Tôi sẽ lấy cái anh em chờ tôi tí nhá. Roll cái đã. Tính sau. Ui, Lance sắp 3. Đù. Con này lấy về cho thêm tí tanh anh em ạ. Minotaur à? Minotaur. Vứt con này đi lấy Minotaur nhỉ. Vứt con từ từ anh em ạ. Từ từ để tôi lấy đồ nhá. Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái mũi thương vinh quang để mà kéo cái bọn đứng ở đằng sau, tại vì thằng kia toàn đứng đằng sau thôi. Tụ năng lượng chiến dịch berserker. Cho này cầm mũi thương này để mà kéo mấy cái bọn đằng sau này. Lấy từ từ, team bạn nó có đam phép không nhỉ? À không, bọn này đánh xạ thủ làm gì có đam phép đâu. Ê, tôi sẽ lấy cái tụ. Hoặc là lấy chiến dịch berserker cũng được, lấy tụ đi. Cho Hayabusa cầm tụ. Hồi mana kỹ năng, à hồi máu kỹ năng. Ui dồi, có Lancelot. Tôi nghĩ là chỉ cần Lancelot 2 cũng đủ win cái game này đấy anh em ạ. Chẳng qua Lancelot 3 nó chắc thôi nhưng mà. Ui dồi ôi. Win rồi. Căn bản là cái con 1-1 team nó, cái cổ tự nó cùi quá anh em ạ.
cổ tự con Gao Wan nó cùi vãi cả nồi, nó trả trợ công gì cho con Wan Wan được cả. Ok, cho thay anh em nhá. Đây, cái này đi, lấy thêm tanh, vứt con này đi lấy tiền rôn cờ, lấy Fanny về. Ui Fanny đây, á đù. Trời ơi, thôi xong. Game này top 1 rồi anh em ạ. Wow, nhìn có làn sợi uy tín nhở. Thì bạn tầm này ăn gì nữa. Ôi Fanny tôi sắp 3 anh em ạ. Fanny tôi sắp 3. Ui, uy tín uy tín. Từ từ tôi sẽ cho con này để kéo thằng Alucard. Hoặc là kéo con tôi chết quên. Đã ra tôi nên cho kéo con Wan thì ngon hơn. Chứ thằng Alucard lúc nào chả nhảy lên. Ui, làn sợi lôi kìa. Ui, 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 như vị thần đấy kìa. Ui, 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 Wan Wan xuống này. Ui, ngoạm nhìn con Lancelot uy tín thế. Ui, Fanny này. Hai con, ui, Fanny nữa ông. Từ từ nhá. Có nên roll note không nhỉ? Thôi để đấy tí roll sau, để tân sau roll. Penny 3 với cả Lance 3. Ui, cái bộ kiếm khách này tôi không nghĩ là chơi dễ thế đâu anh em ạ. Mỡ làm video clip này là đang ở trong cái bối cảnh mà cái pha lê của mỡ ra cùi. Còn cái pha lê này của mỡ mà ra được pha lê kiếm khách hay pha lê chiêm tinh thì ui dồi ôi, con Lancelot này nó còn kinh khủng hơn nữa nhiều. Mỡ sẽ có slot để mỡ đi lấy thêm đấu sĩ, bọn đấu sĩ nó có khả năng hút máu anh em ạ. Ui dồi ôi, Lancelot kìa, ngoại như bố người ta. Phải lây la đứng đến mông, kiếm trận này. Ui dồi ôi, trời ơi, con Lancelot này nó nhìn tướng năm vàng như cỏ rác anh em ạ. Ui Wan Wan, ui dồi, ngoại tầm này chỉ có 5.000 triệu trận thôi chứ đánh đầm cái gì nữa hả anh em. Tầm này là toang rồi bố em ạ. Lấy gì bây giờ? Slot tôi có chưa nhỉ? Slot mọi có chưa nhỉ? Không nhớ lắm anh em ạ. Thôi lấy cái này đi, lấy cái Monila đi. Monila là ngon hơn. Monila nó có thể gọi là làm cho kẻ địch nó bị disable trong cái khoảng thời gian mà team mình đang được chơi. À như còn một con nữa là Fanny có rồi đúng không? Minotaur 3 này. Ơ nhờ, em Fanny đâu nhỉ? À đủ. Thôi đi tìm Fanny anh em ạ. À đủ. À đủ. À đủ. À đủ. Nhưng tôi muốn có Fanny 3. Game này win rồi anh em ạ, mà tôi muốn có Fanny 3. Từ nhá. Mình có thể cân đối, mình bỏ cờ ra để cho team nó ấy anh em nhá. Đây bỏ con này ra này. Bỏ con này ra nữa này. Bỏ sau kiếm khách là vẫn giữ lại chiến tinh thôi. Chắc là tên này tôi sẽ thua anh em ạ. Tại vì team nó có tận 10 con cờ cơ. Ok, Lancelot bây giờ mất 6 kiếm rồi. Lancelot nó yếu đi lắm luôn rồi anh em ạ. Ok, Lancelot yếu lắm rồi anh em ạ. Cái lùm mé gì đấy? Trông con Lancelot nó vẫn khỏe nhỉ? Trông con Lancelot nó vẫn quay thai thế. Ui, vãi như nồi Lancelot này. Ui, 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 đù mé. Ui, ui, mày quá anh em ạ. Vẫn còn một cơ hội nữa cho team bạn. Cái tổ trang Lancelot này quái thai nhỉ? Roll này. Ui, đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Fanny 3 với cả Lancelot 3. Cho Fanny vào trong lãnh địa luôn anh em ạ. Đưa cái tinh khí cho nó là được rồi này. Không cần phải đồ đạc gì hết anh em ạ. Đồ của cái con Fanny về cơ bản nó là ngon rồi. Không cần phải đồ đạc gì hết cả anh em ạ. Từ nhà tôi sẽ đưa cho con Karina. Đây, xong cho Karina đứng ở giữa hai con Lancelot với cả hai dạng. Đây rồi. Ui xổi ôi. Sức mạnh bao nhiêu? 221 sức mạnh. Tôi cảm giác meta cờ của mùa này dễ lên 200 sức mạnh lắm anh em ạ. Ok, Fanny. Xem đánh như nào nha. Chém này. Ui Fanny kìa. Ui 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 đu này. Ui dồi ôi. 3-4 đường cơ bản. Top 1 luôn, không nói nhiều. Đấy, trên đây là cái video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về bộ cờ kiếm khách với cả Link Skill 2 cực kỳ ok ở thời điểm hiện tại, cao tờ cả tháp luôn. Và nếu anh em thấy video clip này của mỡ thú vị thì đừng quên để lại cho tôi một like được kênh anh em nhá. Đấy, mà như anh em có thể đang nhìn thấy, cái bộ này nói chung là tháp gặp là cũng rất là dày luôn nha. Uy tín.